Tôi ở Bến Tre, tôi có bầy vịt 500 con này được 22 ngày tuổi. Trong bầy có mấy con bị sốt, sưng phù lỗ mũi, đi không được, đi ngoài phân trắng, phân xanh có nhớt. Thú y địa phương kết luận là bị nhiễm trùng huyết. Xin hỏi chương trình tôi phải sử dụng thuốc gì? Xin mời chuyên gia tư vấn ạ. Tôi cho là cái đàn vịt mà bị gọi là gì nhỉ? Sưng phù lỗ mũi thì cái đó không đúng. Bởi vì là chúng ta chỉ biết là mũi thì có thể là bị viêm, có thể là chảy nước mũi hoặc chảy mủ, vân vân. Chứ không là sưng phù, đây là một cái khái niệm mà tôi chưa nghe bao giờ. Thế cho nên là cái cách ghi chép câu hỏi hay cách phản ứng câu hỏi là phải chuẩn xác. Cái bệnh chứng mà anh mô tả ấy, thì đích nó chính là bệnh dịch tả vịt ghép với ký sinh trùng máu. Và cách điều trị như sau. Một là anh tiêm 3 liều vaccine dịch tả vịt cho một con vịt. Tiêm 3 liều có nghĩa là gì? Anh mua, ví dụ như đàn vịt của anh là 1.000 con, thì anh mua 3.000 liều vaccine. Sau đó thì anh pha vào 350cc hoặc là 360cc nước sinh lý. Rồi anh lắc đều. Sau khi lắc đều xong thì anh rút 1cc tiêm cho 3 con. Và như vậy là, đấy chính là liều gấp 3. Nhớ là liều gấp 3. Thì sau khi mà anh tiêm vaccine xong thì anh có thể cho uống cái toa thuốc đặc trị ký sinh trùng máu gồm tecorizin, tê cúm gia súc, giải độc gan thận lách TA và super vitamin. Mỗi loại 20g cho một tạ vịt, ăn uống trong một ngày, dùng 4 ngày. Anh làm đúng hai điều như tôi vừa nêu thì 4 ngày sau đàn vịt hoàn toàn khỏe mạnh. Dạ vâng, xin cảm ơn những tư vấn từ chuyên gia Lê Văn. m-nongnghiep.vn Kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m-nongnghiep.vn hoặc nongnghieptv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m-nongnghiep.vn Thông tin vì nhà nông, về nhà nông. Sau này nó có bao nhiêu lai giống cái củ nhỏ vào nó cho chả khẩu là lai qua lai lại á, như thế là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19006145 của kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi. Thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về.
Như vậy tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16.